Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng dụng cụ Nhật của em. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843 hoặc là nhắn tin Zalo. Xem mấy video thì bấm vào chế độ HD để xem cho nó rõ cái sản phẩm mình cần xem nha anh em. Đó, anh em bấm vô chế độ HD. Rồi theo dõi kênh coi có video mới, mấy cái sản phẩm mới lên á, thì anh em bấm vô chỗ đăng ký kênh. Rồi hôm nay là cái video thứ 25, em giới thiệu mấy cái món dụng cụ. Đầu tiên là cái mấy cái cọng dây điện. Đây là mấy cọng dây điện của Nhật anh em. Đây dây điện nó có công tắc nè, nó đi kèm vô cái dây nguồn luôn. Đây có hai dây có công tắc, dây này thì nó có cái ổ cắm, đây ổ cắm nè, nhiều đầu cho anh em cắm được nhiều, ví dụ cắm sạc điện thoại cũng ok. Đây cái con công tắc on off. Đây. Dây điện này thì anh em câu đèn là chủ yếu, như đèn bàn, đèn ngủ rồi đó, nó có công tắc nè. Đèn bàn là chính, thường sử dụng cho cái đèn bàn, đèn ngủ. Ba cọng dây điện với cái dây cáp, đây là cáp mạng anh em, cáp mạng nội bộ mạng máy tính á, chung em cũng không rành nữa, còn mới tinh nè, anh em nào thấy hợp thì sử dụng nè. Đây là cái đầu đó nè, cái rác mà đó, bán đại ba cộng với cộng cáp như vậy nè, ba cộng dây nguồn với cộng cáp nè, 250.000. Mã số là 2501. Đây. Tiếp theo là một cây bấm móng của cai Japan nha anh em. Đây. Còn mới nguyên ạ. Lưỡi nguyên luôn. Mới tinh luôn. Đây cài nè, hiệu cài có lò xo để mình dễ dàng bấm luôn. Đây bấm móng, nó chuyên bấm móng rồi nè, bấm móng có mã là 2502, giá 150.000. Tiếp theo là một con dao của Nhật. Đây con dao của Nhật nó còn nguyên là em chưa có mài lại, nói chung nó có xài rồi nè, nó có xét nè, xét chỗ này nè, nhưng ở đây cũng còn khá bén lắm. Nó có kích thước là 22 cm, cả cán xếp lại thì còn 12 cm. Con dao Nhật, do ship Nhật, có mã 2503, 200.000. Tiếp theo em có về cái mũi quan tháp của Vũ Tây. Đây. Của Mỹ nha nè. Mũi này quan sắt rất là ok. Nó chưa sử dụng lên nè. Đây là chưa có dấu sử dụng. Này nó còn đen luôn nè. Còn cái nước gam màu đen luôn, nó khoan được mũi nhỏ nhất là 4 mm. Đây lên tới mũi 21 mm. Đây nè,
40 ly nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó có 10 tầng. Nhỏ nhất là 40 ly, lớn nhất là 21 ly. Đây chiều dài nó, chiều cao là 7,5 phân. Mỗi khoang tháp có mã là 2504, 300 ngàn. Tiếp theo gần một cây đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ thực phẩm á, trong nấu ăn một số mà cái món ăn chúng ta chế biến á, cần phải có cái này để chúng mình biết được chính xác cái độ sôi của nước để mình nấu nên nó cho nó ngon hơn. Đây là nhiệt độ bình thường nè, bây giờ mình thử cho nó lên nha nè, đó nó lên nè, mới hơi quẹt tí xíu nóng nó lên nè, nóng lên nè, khoảng năm mấy độ nè, 55 độ nè, nó đo được tối đa là 200 độ nha anh em. Đây mức 200 độ nè, hiệu Kai, Kai chuyên sản xuất hàng nhà bếp luôn, Kai nó sản xuất ra cây này là rất phù hợp luôn. Đo nhiệt độ có mã 2505, 150 ngàn. Tiếp theo là một cái bình đeo rất là hay luôn, nhìn nó chất luôn. Đây cái bình đeo đây, cái thương hiệu nó nè nè, đây là bình bằng nhôm, em rút ra coi nha. Ở ba bao ngoài là cái bao bằng vải, đây còn là cái bình đây, nó vận chuyển nó hơi cắn mớp xíu nè, cắn nè, đây cái quai nó bung lên nhìn nè. Cái hàng này thì nó sản xuất ở made in cái gì nhà máy gì của Hồng Kông á, nó xuất qua Nhật, hàng này xuất cho thị trường Nhật nha. Bên trong nè, đây là bằng nhôm, cũng khá là dày luôn, dày lắm, cái quai này dày lắm, cái quai này tầm 5 mm á, cái chỗ này nè, bên dưới này thì em không có đoán được, cũng khá là dày cứng nè, nó cứng luôn chứ nó không có mềm. Cái này là do cấn mạnh nên nó mớp á, vận chuyển á. Nắp bằng nhựa cứng luôn. Rồi sẽ đóng lại. À, cái kích thước cái bình nè, kích thước nó là đường kính nó tầm 19 cm, nó cao 6 cm. Cái này nó đựng cái lượng nước em đoán khoảng chắc tầm hơn 1 lít, 1,5 lít nè, hôm đó tầm 1 lít tới 1,5 lít nè, tại vì cũng chưa không có chế nước thử, tại vì nhìn nó còn mới quá, để nguyên vậy luôn. Đây nó là nút gài ra nè, rất là đẹp luôn, đeo bên hông rất là đi, rất là ok. Bình nước có mã là 2506, giá 400 ngàn nè. Đây tiếp theo về cây cờ lê đa năng vặn nhanh, mở lết vặn nhanh, nó là giữa mỏ lết cờ lê rồi kìm nước, kìm răng anh em, nó có thể ngậm ống, xiết ống được luôn, xiết ống tròn, ống nước, ống thép tròn á,
cho nên cây này nó gọi là đa năng đi, cờ lê đa năng The Band nè, của hiệu top. Thường là nó có mấy cái dòng top này, nó thường cây sản xuất cây đa năng mà cây thường nhỏ thôi, cây nhìn rất là, nói chung nó lực nó thì yếu hơn cây này. Cây này rất là lực bự. Đây anh em mở ra, mở gì nè, mày xiết vô, mở kéo gạt xuống hết gì nè, kéo lên nó sẽ trượt được, còn dày thì nó trượt ra không được, dày nó trượt được đó. Đây nó mở tối đa nè anh em, tìm đo thử nha. Nè miệng ngậm tối đa nè, 41 ống, 41 á, ngậm ống 41 nè. Khi ngậm nó sẽ xiết vậy nè, giống như cái mỏ lách răng vậy đó, nó xiết vô tới đâu ống tới đâu rồi nó xiết tới đó, ống tới đâu rồi nó xiết tới đó, rất là nhanh luôn. Rất là nặng tay chắc. Thớp. Răng nó còn nguyên lên đây. Nè. Răng còn nguyên, chưa có dập gì hết. Nè. Răng bên trong mà còn nguyên nè. Thép đen cứng, chiều dài nó 300 mm, đây nó có để luôn nè, 300 nè, này nó bằng nhỏ nhất nè, nhỏ nhất là 6 7 mm, 8 mm, 8 mm nó sẽ ngậm được, nhỏ nhất, lớn nhất là 41 mm. Cây cờ lê đa năng của top rất ít khi gặp, là có mã là 2507 600 ngàn. Tiếp theo là em về một cái cần 1/2 mới mở ra vệ sinh đó nè, với là kiểm tra mấy cái răng này nè, nó còn rất là ok luôn. Đây răng nó còn nguyên nè. Cái hàng này là của Đức nha anh em, cái hàng này của Đức nên răng rất là cứng luôn. Đây cái miếng bám của nó nè, à, còn khít luôn, chưa có mòn hở gì hết. Để mà này nè, em ráp lại nha. Đặc biệt cái cây này nó mở rất là độc đáo, đây nó mở đây nè, à, nó đảo chiều đây nè, thấy không? Đó. Rất là nhẹ luôn, tiện cái tay mình cầm luôn. Vậy thôi à, mình đâu có cần phải bấm trên đây đâu, đâu cần phải gạt đây đâu, ngay cái tay mình xài luôn nè. Đó. Đây. Đây bằng ra nè, xíu qua đây là bằng vô, xíu vô đây là nhấn nhả để nhả cái tẩu nè, đó rất là tiện luôn. Cái con này hiệu thương hiệu là Kari 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 của Romania nè, của Đức anh em. Chiều dài nó là 25 cm, đầu 1/2 không dụng anh em, thường họ sửa xe máy thường sử dụng đầu này 1/2 nó không dụng luôn. Đây có mã là 2508 400 ngàn. Tiếp theo là một cái bộ
bầu lục giác cũng có của thương hiệu Cari nè, thương hiệu này của Đức luôn nè, thân nhôm đây, nhôm nè đây, nó các đầu là thông dụng luôn, 2 2.5 3 4 5 5.5 6 8 đầy đủ thông dụng đây. Nó mới xài lướt một hai lần nè anh em. Đây. Có cây xài phải không? Cây này xài lướt rồi nè. Còn cái cây này chưa xài nè, chưa xài nè. Cái cây này còn rất mới luôn. Chưa xài nè. Rất đẹp. Bộ lục giác. Bộ lục giác xếp nhỏ gọn, bỏ cúp xe rất là ok. Đây cái thước nó nè. 10 cm rồi. Nó còn làm cái móc khóa dùm treo móc khóa nữa nè. Một giá có mã là 2509, giá 250. Cuối cùng là cái một cái vỏ để anh em đi câu cá nha anh em. Anh em nào đam mê câu cá. Nè. Cái vỏ này nó có thể đây nó có thể chứa nước nữa nè. Chứa nước vô mình thấy nó cũng có giữ nước lại á. Là con cá mình bỏ vậy nè. Nó sẽ nằm dưới đây, nó nằm dưới nước. Treo lên. Có chữ nhật luôn. Này giải bố. Con này lưới. Đây nó làm cái lỗ rất là đẹp, cái vỏ rất là đẹp nè. À, nó dài độ tầm 60 nè. Cái lỗ nè, cái lỗ 12 đó, treo lên rồi. Cái vỏ đựng cá, đựng cá có mã là 2510, giá 150.000. Ok rồi, xin chào anh em nha. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Anh em coi thấy thích thì bấm đăng ký giùm mình. Cảm ơn anh em.